Xin chào các bạn. Bếp nướng gà inox Thái Long có tới tận 6 phiên bản. Vậy đâu mới là phiên bản phù hợp nhất với bạn? Và trong video này sẽ là một số gợi ý giúp bạn tìm ra được chiếc bếp phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Còn bây giờ, bắt đầu video nào. Với bếp nướng gà inox Thái Long thì cũng tương tự như các mẫu bếp nướng gà Eaton là chúng đều có rất nhiều các phiên bản với các diện tích mặt nướng khác nhau. Kéo theo đó là số họng đốt cũng sẽ khác nhau. Và cụ thể ở đây thì chúng ta sẽ có các phiên bản 4 họng đốt, 6 họng đốt và 8 họng đốt loại ngắn. Cũng tương tự 4 họng đốt, 6 họng đốt và 8 họng đốt loại dài. Và với chừng đấy sản phẩm thì đâu mới là sản phẩm phù hợp với bạn? Và sau đây sẽ là một số gợi ý khi bạn chọn mua bếp nướng gà. Đầu tiên thì cần phải xét đến vị trí đặt bếp của các bạn. Nếu là ngoài vỉa hè thì không sao, nhưng nếu mà ở trong bếp hay là trong nhà thì cần phải hết sức lưu ý, vì khi nướng ít nhiều bếp cũng sẽ tỏa hơi nóng ra bên ngoài, gây ảnh hưởng đến các vật dụng xung quanh. Nên các bạn cần phải cân đối để lựa chọn được một chiếc bếp có kích thước phù hợp với không gian đó. Có một gợi ý thứ hai là các bạn có cần trưng cho khách hàng xem quá trình nướng hay không. Nếu như các bạn nướng trong nhà thì nên ưu tiên chọn các phiên bản bếp có họng đốt dài, vì chúng sẽ gọn gàng và dễ dàng thao tác hơn. Còn nếu các bạn cần trưng cho khách hàng xem quá trình nướng, các bạn nướng món gì, nướng như thế nào để tăng thêm sự thu hút, thì các bạn nên chọn các mẫu bếp có họng đốt ngắn với nhiều họng đốt hơn. Vì cũng cùng một diện tích, nhưng ở những chiếc bếp có họng đốt ngắn sẽ được kéo dài, giúp bạn trưng bày được nhiều hơn. Chưa kể đến, những mẫu bếp này còn được tối ưu về việc tiêu thụ nhiên liệu. Và thứ ba, cũng là quan trọng nhất, đó là các bạn nướng món gì và số lượng như thế nào. Và từ đó, các bạn có thể tính ra được diện tích mặt nướng phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Và tôi nghĩ với 6 phiên bản tương ứng với 6 kích thước như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn được phiên bản phù hợp nhất với nhu cầu đó. Và để các bạn dễ hình dung hơn về các loại kích thước này thì tôi sẽ lấy chiếc bếp nhỏ nhất ở đây là chiếc bếp 4 họng ngắn ra làm tiêu chuẩn, với kích thước mặt nướng là 25cm cho chiều rộng và 50cm cho chiều dài. Nếu lấy chiếc bếp này ra làm tiêu chuẩn thì lớn gấp rưỡi ta sẽ có chiếc bếp 6 họng ngắn. Lớn gấp 2 ta sẽ có tận 2 chiếc bếp là 8 họng ngắn và 4 họng dài. Vậy lựa chọn chiếc bếp nào trong 2 chiếc bếp này? Thì quay trở lại gợi ý thứ hai, nếu bạn cần trưng bày cho khách hàng thấy quá trình nướng của mình thì nên lựa chọn chiếc bếp 8 họng ngắn. Còn nếu bạn nướng trong nhà hay là trong bếp thì nên lựa chọn chiếc bếp 4 họng dài. Và lớn gấp 3 thì ta sẽ có chiếc bếp 6 họng dài. Lớn gấp 4 cũng là chiếc bếp lớn nhất, phù hợp với các mô hình kinh doanh cần nướng số lượng nhiều, đó là chiếc bếp 8 họng dài với kích thước mặt nướng lên đến 100cm cho chiều dài và 45cm cho chiều rộng. Tóm lại thì để chọn ra được chiếc bếp phù hợp nhất với nhu cầu kinh doanh của mình thì các bạn cần quan tâm các lưu ý sau. Thứ nhất là vị trí đặt bếp của các bạn như thế nào. Thứ hai là các bạn có cần trưng bày quá trình nướng của mình cho khách hàng thấy hay không. Cuối cùng cũng là quan trọng nhất, đó là các bạn nướng món gì và số lượng như thế nào để chọn ra được diện tích mặt nướng phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Và để đặt mua các mẫu bếp nướng ga inox Thái Long thì các bạn có thể liên hệ tới số điện thoại 0896 905 905 hoặc truy cập website maythailong.com. Cũng đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube Máy Thái Long để đón chờ các sản phẩm mới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.